Đây là cái bảng Canh Thành nè. Đây mình đang đứng ở bên bờ một Mỹ Bình, mình quay qua. Phố cầu bên chỗ đi bộ nó có mái dòm ở trên, mái che ở trên nè, đẹp lắm các bạn. Cái cầu hiện đại quá. Thành phố Long Xuyên có thêm cái cầu mới đẹp quá các bạn ơi. Chỗ này buổi chiều ra hóng gió hóng mát đẹp lắm, yên lắm các bạn. Tối rồi cũng được, hóng mát yêu lắm. Nó trang trí cây cảnh hoa là đẹp quá đẹp rồi. Cầu đi bộ đó bạn. Cái cầu này đẹp quá đẹp các bạn ơi, hoàn thành xong hôm trước Tết thì nó hoàn thành bên cái cầu lớn bên kia, bên đây chưa làm xong, cái này nó làm xong, bên đây nó có lẽ làm lại Canh Thành cái cầu luôn. Đây mọi người mới nay mới Canh Thành, mọi người ghé coi xem chụp hình nhóc cho coi, có mấy cái ghế để cho mình ngồi nghỉ nữa nè. Có ghế cho mình ngồi nghỉ đây nè, ghế gỗ đẹp lắm các bạn. Mình đang đi trên đường cầu đi bộ đó, dành cho người đi bộ đó. Cầu quá đẹp các bạn ơi. Đây. Có trang trí cây cảnh hoa là đẹp quá đẹp. Có trang trí cái nó đặt mấy cái ghế gỗ cho mình ngồi nghỉ nữa. Buổi chiều chiều qua đây hóng mát tuyệt vời. Bên đó là cái bờ khu hành chánh mới đó. Còn cái cầu sắt cũ ở đây là bây giờ nó chuyển thành cái cầu Lê Hồng Phong bên đó đó các bạn. Nó cái cầu Lê Hồng Phong, nó còn cầu sắt đó các bạn. Bên kia đó. Xa xa là cái cầu Nguyễn Trung Trực nha. Xa xa bên kia có xe chạy đó là cái cầu Nguyễn Trung Trực, cái cầu quay đó. Quay lại các bạn ơi, mình đậu xe bên kia sợ mắc xe. Cái ghế gỗ đẹp quá các bạn. Hoa nè, trang trí hoa đồ đẹp luôn nè. Cái này là những cây hoa trang trí trên cây phố đi bộ đó, trên cầu đi bộ đó, đường đi bộ đó. Hoa này là rau dừa cạn nè các bạn, rau dừa cạn hồng phấn hoa hồng. Còn cái hoa này biết hoa gì mà đẹp quá đẹp. Từ nay thành phố Long Xuyên mình có chiếc cây cầu là cầu đẹp nha các bạn, cây cầu quá đẹp luôn. Có phố có cái cầu đi bộ dành riêng cho người đi bộ. Hôm nay Canh Thành mọi người còn đi theo xe xem quan cũng đông đông nữa các bạn. Không được mình đang quay về bờ Mỹ Bình các bạn ơi, bờ Mỹ Bình để mình lấy xe em chạy qua bờ bên kia, mình quay thêm cái khúc bên kia nữa các bạn. Đi xa quá sợ mắc xe. Hoa đẹp quá. Hai chị mới nói chuyện nó mình nghe là mình nghe là thông cầu, hỏi cống thông chưa. Đang đứng ở trên cái cầu nữa bạn. Cầu sắt lúc hôm trước đó các bạn, nó giờ về đó đặt lên là cái cầu Lê Hồng Phong, nối với cái đường Lê Hồng Phong đó các bạn, nối với cái đường Lê Hồng Phong đi qua cái mấy cái